Xin chào các bạn. Bài tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cách vẽ ông gió. Thì vẽ ông gió tương đối đơn giản, cũng không có gì phức tạp, thì cũng như ống nước. Đầu tiên để vẽ ông gió, kích hoạt công cụ vẽ ông gió đúng không? Sau đó đầu tiên là chọn loại ống gió này, ví dụ ống gió tôn tráng kẽm này. Thì ống gió ấy, thì bạn hiểu cái căn chỉnh này này. Căn chỉnh nha, ví dụ vẽ theo tâm ống này. Nó có ba tùy chọn: tâm ống, đáy ống. Đầu tiên tâm ống này, dần dần tôi hướng dẫn các bạn này. Chọn cao độ là 2007, được chưa? Cái này thì bạn hiểu rồi. Theo tâm ống này, bích chuột trái kéo ra. Rồi phải chọn luôn cả kích thước, ví dụ tôi chọn 700 đi, nhân 500, 700 chiều rộng ống gió, 500 là chiều cao ống gió đúng không? 2007, ok, vẽ ra. Đây chẳng hạn. Và trước khi vẽ này, bạn nhìn nhé. Trước khi vẽ phải chọn cả hệ thống nữa, ngoài mấy cái này chọn cả hệ thống dưới nữa, được chưa? Còn có thể chọn kích thước trên đây và dưới đây, thường chọn trên đây thì nó nhìn nhanh hơn, được chưa? Vẽ ra. Đấy. Và bây giờ 3D này. Đây có cái ống gió chúng ta vừa vẽ đúng không? Tâm ống bạn nhìn con trỏ. Mình căn theo chiều cao của ống gió này thì cái con trỏ nằm phía giữa đúng không? Bây giờ vẽ đáy ống này. Bây giờ tôi trở lại cái tầng 2, được chưa? Vẽ theo đáy ống này, DT. Đầu tiên chọn đầu đáy ống bô tầm này, được chưa? Thì khoảng cách sẽ là từ 2700 là từ sàn đến đáy ống. Còn kia là 2700 là từ sàn đến tâm ống này, còn vẽ. Bây giờ nhìn này. Nhìn này, bây giờ con trỏ nằm dưới đáy. Tương tự ở đỉnh ống con trỏ sẽ nằm phía trên. Và bây giờ chúng ta thử đo này. Tạo cái mặt cắt, đúng không? Đo đầu tiên là con này, là cái ống này là tâm ống này, đo nha, tâm ống đúng không, đo DI này từ đây đến đây. Ở đây bạn mở muốn đo được theo tâm ống ấy, bạn phải chọn wireframe đây này, 2007 đúng không. Còn đối với đáy ống này, bây giờ cầm mặt cắt này kéo xuống đây để chúng ta bắt xem đáy ống đây, DI này 2007 đúng không? Tâm ống ở đáy ống là như vậy. Còn lại còn đây nữa là theo, tức là chúng ta căn theo hướng ngang. Ví dụ như sau. Ví dụ ống này, này, ví dụ bạn chọn lép. Lép là theo chiều chúng ta vẽ, chúng ta đang vẽ theo chiều này thì lép sẽ nằm phía này. Được chưa? Lép. Đấy bạn thấy được chưa? Con trỏ ở phía trái, rồi right. Con trỏ phía phải. Đấy, được chưa? Nhớ left và right là căn theo hướng chúng ta vẽ, được chưa? Ok. Thế thôi, không có gì không phức tạp cả. Thì bây giờ là một số công cụ, một số cách vẽ này. Đắp này, vẽ, chuyển hướng này, tạo ra cái cút đúng không? 45 độ tạo ra cái check. Đấy đơn giản. Còn ví dụ bạn đang vẽ đây này. Bạn muốn đẩy lên cao độ, ví dụ đẩy xuống ví dụ còn 2000 nữa. Đúng không? Thì đây. Thì nó sẽ tạo hai cút, các bạn thấy ở đây nó sẽ tạo hai cái check. Tại sao tạo hai check này? Bởi vì hai cái cao độ này này là gần nhau, không đủ không gian để tạo hai cái cút đúng không? Ví dụ bạn mà để ví dụ không gian ở hai cái cút, không gian khoảng cách giữa hai cái ống này là nó xa nhau tí, ví dụ để xuống còn nghìn thôi thì nó sẽ tạo hai cái cút nghìn này, 1000 này thì sẽ tạo hai cút. Đấy bạn nhìn ở đây 3D này, đây nó sẽ tạo hai cút đấy đúng không? Đấy. Còn đối với vẽ dãy nhánh bạn DT này, các bạn sẽ chọn cái công cụ Inherit Elevation này, được chưa? Bạn pick vào tâm cũng, tâm ống được, cạnh ống cũng được. Ok, thấy chưa? Đây nó sẽ tạo ra cái chân rẽ này. Bây giờ có cái đoạn ống gió đã vẽ rồi, muốn vẽ tiếp thế nào? Bạn chọn ống gió thôi. Bạn thấy có cái nút vuông này, bạn di vào chuột phải, draw pi, draw đắc, vẽ tiếp, đúng không? Và đây bạn có thể mở dấu cộng ra tạo thành cái T. Nhưng ra T chúng ta không hay sử dụng nên cũng không dùng cái này, mà thường cái này dùng cho ống nước là nhiều, chứ ống gió lại ít dùng, được chưa? Ok. Còn về ống gió trục đây, ống trục này ví dụ ở đây bạn muốn lên ống gió trục thì đầu tiên này bạn di vào đây chuột phải draw đắc và bạn đẩy lên một cao độ nào đó, chẳng hạn đẩy lên cao độ 5000 này. Đấy, thì ông gió sẽ đi lên đúng không?
5.000, ok. Bạn apply 2 lần, pick 2 lần. Đây sẽ tạo ra cứng gió như thế này. 3D. Đấy bạn thấy, đây đúng không? Đây ống hệ thống gió lạnh này. Đúng không? Đấy là ống gió trục. Thực ra với ống gió cũng chỉ có vậy thôi. Nó khá đơn giản, không có gì phức tạp lắm. Còn dấu tròn thì cũng tương tự thôi. Bạn DT này, chọn đến phần ống gió tròn này, chọn tab sort radius này. Vẽ thôi, cách vẽ tương tự ở đây này. Bạn nhớ chơi chọn cao độ vừa phải 2200. Đúng không? Tròn. Đây rồi sẽ nhánh thì đây. Nếu cẩn thận hơn chọn iris deviation. Còn iris dài là gì? Tức là chẳng hạn bạn vẽ một đang vẽ một cái ống đề kích thước 700 đúng không? Chẳng hạn bạn nhớ chọn cái kích thước là 450 mà muốn trở lại cái 700. Tức là cùng đường kính với ống này thì bạn chọn iris dài. Yeah, thì nó sẽ trở về 700. Cái này lệnh cũng khá hay, thỉnh thoảng cũng hay dùng. Đúng không? Ok. Đây là về ống gió tròn. Còn ống gió tròn trục thì cũng thế thôi, bạn chọn vào đây draw đắc đẩy lên một cao độ nào đó. Đẩy xuống như 2x2, tôi muốn đẩy lên là 7000 ấy. Đó, apply. Đây. Đúng không? Đây bạn thấy. Đây, ống gió tròn này. Như vậy thôi. Không có gì phức tạp đây cả. Đúng không? Như vậy là bài này tôi đã hướng dẫn các bạn các cách vẽ ống gió. Thì đây là giới thiệu mang tính cơ bản thì vào dự án. Trong quá trình triển khai thì tôi sẽ giới thiệu tiếp một số thủ thuật vẽ ống gió. Thì bởi vì các bạn hiểu vào dự án thì nó gặp một số vấn đề chúng ta mới có thể ra những cái thủ thuật được. Còn đây cái lý thuyết thì các lệnh vẽ nó chỉ như vậy, nó cũng chẳng có gì nhiều. Đấy đúng không? Nhưng vào thì gặp một số vào dự án thật một số chi tiết khó thì các bạn sẽ thấy một số cách vẽ khác nữa. Bài học của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt.